Nghe em nghe nhớ mà nè, về với nhau em muốn mấy người con? Đẻ được hết trứng thì em đẻ thôi. Đẻ được hết trứng thì em đẻ thôi. Còn hai. Em chào anh Quyền Linh, chào em. chị Ngọc Lan. Dạ. Em chào quý khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Hồng Phượng. Dạ, em sinh năm 1983. 83. Dạ, em sinh ra ở Nghệ An mà bây giờ em đang công tác và làm việc tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Phượng làm gì Phượng? Em làm bên ngành cơ khí đóng tàu. Rồi bây giờ nhà gái giới thiệu cho nhà trai nghe nè. Lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan ạ. Chào em. Em tên là Nguyễn Thu Hương, em sinh năm 1984 và hiện em sống và làm việc tại quận Gò Vấp. Em làm quản lý nhà và phòng trọ cho thuê. Có bao nhiêu phòng trọ? 13 phòng trọ và mấy nhà cho thuê ạ. Hồng Phượng thân mến, bây giờ Hồng Phượng nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe đi. Khuyết điểm trước đi. Khuyết điểm có hút thuốc, có biết nhậu, nhút nhát, rụt rè, được đám đông, nhất là trước bạn gái. Hút thuốc nhiều không? 2-3 ngày một kiểu. Nhậu nhiều không? Đồ của em cũng khoảng 4-5 lon. Trời ơi, hút thuốc rồi nhậu nữa. Mình có ưu điểm gì để bù đắp lại cái nhược điểm đó không? Thật thà, vui vẻ hòa đồng với bạn bè. Hay giúp đỡ người khác. Nghệ An rồi mình vô đây mình sống với ai? Trước thì sống với chị gái, em gái. Và sau này em ở riêng. Tức là giờ mình thuê phòng trọ, ở trọ riêng. Dạ. Rồi mình làm cơ khí đó là làm sao? Ví dụ như mình làm con tàu, mình đóng cả phần, mình rạp cả phần lại, em là thợ hàn. Rồi, thợ hàn cơ khí đó. Ôi, chào nhà gái. Dạ, em chào nhà gái. Hay bà chủ nhà trọ? Bà chủ này chắc nhiều người trọ lắm á. Sao nè, ưu điểm, khuyết điểm gì nói cho nhà trai tôi biết coi. Ưu điểm của em á là vui vẻ, hòa đồng. Khuyết điểm của em là đôi khi gặp cái người mà em cảm thấy thích ấy, thì em sẽ nhút nhát và em sẽ run lẩy bẩy. Run lẩy bẩy. Trời ơi. Em run lẩy bẩy nãy giờ. Yên tâm, với em thì em chỉ cần nhìn thôi người ta đã lo rồi. Nhìn thôi người ta đã lo rồi. Nếu như mà em mà được như anh nói thì lâu nay em đâu có ế. Không thấy. Bao nhiêu mối tình rồi mà chưa có mối tình nào hả? Không, em có rồi. Nhưng mà em cảm thấy như là nó không hợp với em. Cái người đầu tiên mà em lấy làm chồng năm em 19 tuổi thì người đó đi với bạn gái đó. Thì có nghĩa là lấy nhau rồi. Thì khi đó em có bầu thì em gặp thì hai người đó dạy như em có xô xát một chút thì đẩy em thì em bị sẩy mất đứa đầu tiên. Và cho đến bây giờ thì em vẫn chưa có đứa nào. Nói chung là em cảm thấy như là tự nhiên em bị ám ảnh á. Xong rồi em không có muốn, giống như em bị mất niềm tin ạ. Tức là từ đó tới nay em không có. Em có, và cái người thứ hai thì cũng không hợp. Mà người thứ ba thì giống như là người ta rất là lo lắng cho em. Em thấy một cô bạn, cô bạn đó thì em coi như một người chị gái của em. Và người đó thì ví dụ như là em quen anh đó, tại thấy lo lắng cho em quá thì sẽ ghen tị. Xong rồi thí dụ ngồi sẽ nói là cái con này nó lợi dụng mày tiền bạc thôi. Có nghĩa là nói với anh đó, còn nói với em là giống như chị nhận quen cho vui vậy đó. Qua đường thì tự nhiên là hai đứa gây một sự hiểu lầm và mâu thuẫn. Hai đứa cãi nhau đến độ mà không thể hàn gắn được. Và từ đó là em ế cho đến bây giờ. Em lập gia đình năm bao nhiêu tuổi? Em năm 19 tuổi. Được bao nhiêu năm? Em ở được mấy tháng thôi thì em mất cái bầu nên là em ly dị luôn. Ly dị luôn. Em nghe hoàn cảnh bên chưa? Em nghe rồi, em thấy cũng buồn. Thấy buồn đúng không? Thật ra cô gái bên kia rất là dễ ấn tượng lắm á. Còn mình sao? Em thì cũng trải qua 3-4 mối tình. Mối tình dài nhất của em là cũng được hơn 2 năm. Lúc đó thì cũng do công việc nó ít. Có cái dịp đó em về quê cũng Tết này anh này. Tết này em về quê thế là làm trang trại, nuôi heo, nuôi gà, nuôi làm trang trại với bố mẹ thế. Thời lúc đó là cái dịch lớn đấy là khó khăn lắm. Thế là ở trong này cũng ít liên lạc, em cũng ít liên lạc. Tự nhiên lâu xa mặt cách lòng. Thì chia tay. Dạ chia tay. Cũng long đong quá hả? Bây giờ em muốn có một người vợ như thế nào? Không có quan trọng về ngoại hình. Ngoại hình được, nhìn được là được thôi. Chứ còn em quan trọng về cái nội tâm hơn, về cái phẩm chất con người, đẹp nết hơn. Đẹp nết là sao? Bây giờ như thế nào là đẹp nết nè theo anh? Giờ chưa thấy cái nết. Chào chị trai. Chào chị. Giờ thấy cái nết làm sao là thấy đẹp? Em cần một người phụ nữ của gia đình. Chứ em không có thích một người tóc vàng, tóc khỏe hay là nhí nhảnh gì đấy. Em không thích. Bây giờ tóc vàng á, nó là người ta style một thời trang. Tóc nó bị cháy thôi, nắng quá. Còn em à,
Em muốn một mẫu hình lý tưởng một người chồng tương lai như thế nào? Biết quan tâm em, biết tôn trọng ba mẹ. Và kinh tế đủ vững vàng để cả hai không phải suy nghĩ nhiều. Tại vì người ta nói là tiền không phải tất cả, nhưng mà đôi khi không có tiền thì vất vả thế thôi. Cũng hay. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với em trai và bạn của em. Em chào hai MC và chào quý vị khán giả. Chào đàn trai. Theo đánh giá mà cá nhân của em á, thì hai anh chị là về ngoại hình nó đã không tương đồng. Thực sự thì em chơi với chị cũng lâu rồi, em cũng biết tính cách của chị là rất năng động. Anh thì lại thích một người phụ nữ là của gia đình. Cho nên theo ý kiến riêng của em thì có thể hai người nếu mà đã lên chương trình rồi thì có thể cho nhau một cơ hội. Nếu mà thấy không tương đồng thì thôi đừng bấm luôn. Đúng rồi, dạ. Mất thời gian. Đúng rồi. Dạ. Bởi vì nếu mà không có hợp nhau thì bấm cũng khó lắm. Dạ. Nhưng mà đó là mình là người ngoài mình nhìn khách quan. Một tí nữa mở rào hai anh chị sẽ nhìn nhau kỹ hơn. Dạ em xin cảm ơn ạ. Ok. Cảm ơn nhà gái. Cảm ơn ý kiến của em. Nhà trai đi với ai? Dạ em đi với em gái và em. Dạ chào nhà trai ạ. Hôm nay em đến đây để cầu vui cho anh trai. Xúc động là sao nè em gái? Em gái lo lắng cho em trai, anh trai quá đúng không? Tại anh cũng lớn tuổi, với lại anh cũng hiền lành lắm. Nên thành ra là cũng lo. Lo đúng không? Thương quá. Rồi, hy vọng ngày hôm nay anh trai sẽ có người nắm tay đi về nhà ha. Thôi, bây giờ mình mở rào thôi. Đúng rồi. Mở rào. Chuyện còn lại là của các bạn à, chúng ta cũng đã nghe người thân góp ý rồi. Gặp mặt nhau đi. Điều gì đến sẽ đến nào. Bắt đầu đi em. Chào em. Chúng cậu muốn tặng em. Em cảm ơn anh. Lâu lắm rồi em mới có người con trai tặng hoa cho em á. Anh cũng lâu lắm rồi mới tặng hoa cho một người con trai. Vâng, vậy thì em có món quà tặng anh. Tuy là nó nhỏ nhưng mà nó có võ vậy. Cảm ơn. Cái này thì cái mùi em hay dùng. Mà khi nào thì anh ngửi mùi thì anh sẽ nghĩ là ồ, em đang ở gần anh. Cái màu môi của em cùng dũng màu hồng này. Cảm ơn lắm. Mời hai bạn về chỗ. Mời ghế đi. Lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó. Các bạn cảm nhận về nhau đi. Xinh, dễ thương, người vừa ốm. Người vừa ốm. Em thấy anh sao? Em thấy anh cũng hiền lành, nhẹ nhàng. Đó về tính cách. Còn em cảm thấy anh cũng là một người sống tình cảm. Em muốn một người quan tâm em, thương em và đừng có lăng nhăng là được. Tại vì đến tuổi này thì em cũng không có mong muốn gì hơn. Em chỉ cần như thế là đủ rồi. Anh sống nội tâm. Nên là nếu mà lăng nhăng thì đã có người yêu rồi, đã có ấy rồi. Anh muốn một người vợ của gia đình, biết quan tâm, biết chăm sóc, là chủ dựa tinh thần của anh những lúc anh mệt mỏi. Tại vì ế quá và gia đình đều dục rồi mà lớn tuổi rồi, rất là muốn lấy vợ. Anh khẳng định cái điều đó cho em. Cái kế hoạch là anh sẽ lập nghiệp và sinh sống ở đấy chứ không có về quê. Tuy gốc là anh ở Nghệ An nhưng mà hộ khẩu với ấy rồi anh ở đấy hết rồi. Thế hiện anh ở quận mấy ạ? Anh ở quận 7 Nhà Bè. Ngày thì anh làm xưởng ở đóng tàu, cơ khí đóng tàu. Còn buổi tối thì anh có chạy thêm Grab nữa. Nên anh biết cũng... Anh cũng đầy nghị lực nhỉ? Tại vì khổ đấy là mình phải cố gắng. Ai cũng có một cái áp lực trong cuộc sống mà. Em tuy vậy nhưng mà áp lực em cũng nhiều lắm. Em cũng khổ tâm nhiều. Thành ra là em cứ phải gồng lên mạnh mẽ với cuộc đời này. Em mà khóc thì em cảm thấy xấu hổ. Tại vì xưa giờ em con đầu cho nên là em lúc nào cũng phải gồng lên, vừa làm anh vừa làm chị. Cho anh hỏi em là người đâu? Em sống Sài Gòn từ lúc học mẫu giáo giờ. Là gốc đấy đó. Còn gốc của em á là gốc Hà Nội. Hà Nội. Dạ. Nếu như là một người chồng thì em sẽ làm gì để chứng minh một người chồng tốt như thế nào đó, nói cho nhà gái người ta tin tưởng đi. Sau này mình về với nhau á sẽ quan tâm em, anh sẽ săn sóc em, anh yêu thương em đến suốt đời. Rồi, cảm động. Nếu như mà mình đến được với nhau á thì theo em thấy thì bao lâu anh thì anh càng nhánh càng tốt á. Em nghĩ là chắc 6 tháng đến 1 năm thì có cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Có một cái khoảng thời gian tìm hiểu ha. Dạ.
Chứ em không muốn cái gì vội vàng đến rồi nó cũng vội vàng đi, em không thích điều đấy. Rồi còn cô gái nào ngoài thời gian mình đi thu tiền nhà trọ thì mình có thể làm được những cái điều gì để mình chứng minh mình là một người vợ chăm lo cho gia đình? Nói chung là về nữ công gia chánh này, nói chung là nấu ăn, rồi em thì có sở thích là đam mê xe thì em cũng hay tham gia các hội nhóm xe. Xe mô tô? Em thì bây giờ sau tai nạn á thì em chỉ nhẹ nhàng đi SH thôi. Chỉ nhẹ nhàng đi SH thôi. Cá tính ghê chưa? Anh có nghĩ suy nghĩ thế nào về người con gái xăm hình? Đó là nghệ thuật. Ví dụ như anh thì cái nhuộm tóc này cũng vậy này. Rồi xăm môi hay là kẻ mày cũng đâu phải ngày xưa nữa. Nãy em nghe nói là anh không thích con gái để tóc vàng mà. Em cần một người phụ nữ của gia đình. Chứ em không có thích một người tóc vàng, tóc khỏe hay là nhí nhảnh gì đấy. Em không thích. Hồi nãy thôi còn hồi nãy thôi, giờ bỏ rào là người ta thay đổi liền. Cuộc đời nó thay đổi nhanh lắm. Bây giờ nè, em tiến tới em nắm tay bạn gái đi. Quan điểm với con trai con gái trong gia đình nắm tay em. Nhìn thẳng vào, nắm hai tay. Đó, nhìn thẳng con gái đi. Em cao mét mấy? Em cao 1m65. Cao hơn anh? Dạ. Em có nghĩ vấn đề đầu quan trọng lắm không? Vấn đề đó là vấn đề gì anh? Thì cao thấp chứ. À không, nó bình thường mà. Bây giờ sữa của nước ngoài cũng nhiều. Nếu mà có baby thì cho nó uống sữa thì nó cũng đủ cao thôi. Nhưng em nếu mà về với nhau em muốn mấy người con? Đẻ được hết trứng thì em đẻ thôi. Đẻ được hết trứng thì em đẻ thôi. Còn hai. Như anh thấy còn 3 người rồi. Hai gái một cái thì đẹp. Nhưng mà lỡ mà tàn gái thì sao? Cũng đẹp, 3 người là đẹp rồi. Ồ vậy hả? Ba con bịt rời kêu quạc quạc hả? Ba con bịt rời kêu quạc quạc hả? Em thích con gái đâu trước? Em thì thích con trai thôi. À vậy hả? Anh thích con gái đâu trước? À vậy ạ. Con gái đâu trước? Chăm lo cho mẹ đỡ khổ. Mấy năm gần đây em có tích góp được một... cũng không nhiều lắm đâu. Nhưng cũng chưa đủ được mua nhà được đâu. Nhưng mà một ít rồi. Từ khoảng 3 năm nữa là anh sẽ có đủ mua được một căn nhà nhỏ nhỏ. Căn nhà đó thì ở quận mấy hả anh? Quanh... nhà bè mới mua nổi chứ quận nhất quận bảy thì chịu. À dạ yeah. Đâu cần đâu, nếu mà anh thích thì em có dãy trọ ở Bình Dương, còn không thì ở Gò Vấp hoặc bên quận 9 em cũng có mà. Nhà không quan trọng với em nữa rồi, chúng ta sẽ ở phòng trọ thôi. Vâng, hiện thời em cũng ở một căn phòng nhỏ để em quản lý bao quát được hết. Đó, anh về anh quản lý phụ em luôn cũng được. Đó, đến đây là mình cũng làm cái duyên, còn phần là do mình tự tạo ra. Dạ yeah. Nên là em hãy bấm nút nhé. Em hãy bấm nút nhé. Chào anh. Còn ta sao chưa gì buông tay ra rồi? Em run quá anh ơi. Run cái gì đứng em đây? Em run quá tay run. Run thì run chứ. Làm sao cho nó hết run thì thôi. Đứng đây em nhìn thẳng mặt bạn gái, bắt đầu nghe bạn gái hát nè. Em hát dở lắm anh. Làm gì đó, nói gì đó. Em đọc, vậy thì ở đây thì em có thể ứng khẩu thành thơ. Hôm nay gặp nhau ở đây trong chương trình này, tuy chúng ta là người lạ, nhưng hy vọng rằng anh hãy cho em một mái ấm để chúng ta có một ngôi nhà và những đứa trẻ trong mơ. Anh đâu ý. Anh đâu ý, anh đâu ý. Thơ cũng lạ quá ha. Là đọc thơ chưa? Đọc rồi đó. À cái đó là thơ hả? Thơ đó. Thơ đời mới. Thơ giờ nó lạ lắm. Thôi được rồi. Bây giờ thì chúng ta để tay vào nút bấm đi. Một chàng trai rất là chân thành, thật thà, chất phác. Một cô gái bản lĩnh. Mình phải trung thực với con tim của mình nha. Thích thì mình bấm. Mình thấy không hợp với mình thì không cần bấm để mất thời gian lẫn nhau. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. Một. Hai. Tại ảnh cũng lớn tuổi, với lại ảnh cũng hiền lành lắm. Nên thành ra là cũng lo. Lo đúng không? Theo đánh giá mà cá nhân của em á, thì hai anh chị á là về ngoại hình nó đã không tương đồng. Ba. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Anh bấm rất nhanh, ở số thứ 2 thôi là anh đã bấm rồi. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau.
thấy người ta chân thành chưa. Thật ra nha, nên cho anh ấy cơ hội đi, anh ấy sẽ chứng minh được điều đó. Hoàn cảnh như thế nhưng mà anh ấy rất là mạnh mẽ. Đừng có gọi là nghĩ rằng là những cái người mà khó khăn là người ta chùn bước đâu. Càng khó khăn người ta càng mạnh mẽ. Anh thấy rằng anh ấy sẽ đủ để chăm sóc em, đủ để có thể làm bờ vai cho em tựa vào, đủ thì có thể hỗ trợ em rất nhiều điều trong cuộc sống. Một nụ hôn đầu tiên cho ngày gặp mặt nào. Anh xin phép, anh xin phép. Hôn sâu, thật sâu vào, hít hít hơi luôn. Đó. Chúc em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn, cảm ơn. Dạ, đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan cùng với toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình trực tiếp tại trường quay. Em tên đầy đủ là Trương Minh Hải. Trương Minh Hải. Dạ, năm nay thì cũng 40 tuổi rồi. Hiện tại thì đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê hương thì ở dưới Sóc Trăng. Hình như là nhà em gần nhà nó dưới anh. Ở dưới hả? Dạ. Sóc Trăng là ở quận Châu Thành hả? Dạ đúng rồi, em ở ngay gần chùa Bốn Mặt luôn anh. Ủa vậy hả? Sát bên chỗ anh rồi. Dạ. Ha. Rồi. Em Hải lên thành phố làm gì Hải? Dạ em thì cũng lên trên này em mua bán kinh doanh tự do thôi anh. Mặt hàng đồ thủ công, mỹ nghệ, đồ xưa, đồ cổ rồi anh. À vậy đó hả? Rồi Hải nhà ở đâu? Em hiện tại giờ đang sống ở bên quận Bình Tân anh. Em ở với ai bên đó? Em ở một mình à. Em thuê nhà ở một mình. Dạ đúng rồi. Rồi đó lý lịch của nhà trai, xin mời nhà gái. Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em là Nguyễn Thị Lan Phương, năm nay em 39 tuổi. Em sống tại Thuận An, Bình Dương và em làm việc thì tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang làm công việc gì? Dạ vâng, công việc của em là em làm kế toán trưởng của các công ty và đồng thời là em có mở kết hợp với một số bạn của em để mở nhà hàng nữa. Có nhà hàng luôn á hả? Dạ vâng ạ. À, ngon vậy ta, nhà hàng gì đó? Dạ nhà hàng sushi massage, bán đồ ăn Nhật anh ạ. Rồi hợp lý, bữa nào tôi ghé luôn. Mình có mua nhà ở Sài Gòn chưa anh Hải? Dạ không chị, mình có đất ở dưới Sóc Trăng rồi nên thử ra mình không có mua trên này. Bây giờ Hải cho nhà gái biết ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Thì nói chung cái khuyết điểm của em thì nhiều khi đôi lúc mình nói chuyện thì nó cũng hơi nó bộp chộp. Rồi thỉnh thoảng chửi thề nó anh. Rồi thỉnh thoảng chửi thề nó anh. Có chữ thầy nữa hả? Dạ có, hình như là em thấy là đặc trưng của đàn ông miền Tây mà ai cũng sẽ có, ít nhiều thì cũng phải có thôi. Ủa chữ thầy cũng là đặc trưng luôn á hả? Dạ đúng rồi. Em hay chửi gì vậy? Dạ thôi thương, bỏ đi. Rồi nhà gái sao nè, ưu điểm của sao? Mình là gì nè? Ưu điểm của em là em thứ nhất là em độc lập kinh tế. Dạ. Thứ hai nữa là em biết yêu thương gia đình. Rồi trời, dễ thương quá, nó nhỏ quá. Chào anh Quyền Linh. Rồi, xin chào em. Sao nè, ưu điểm, khuyết điểm sao nè? Em độc lập về tài chính. Thứ hai là em biết yêu thương trong gia đình em. Dạ, thứ ba nữa là em là một người rất là năng động và chịu khó học hỏi. Đường tình duyên đó sao rồi? Anh chưa hỏi khuyết điểm. Anh chưa hỏi khuyết điểm. À, chưa hỏi khuyết điểm đó, thì tự nói đi. Khuyết điểm sao? Khuyết điểm của em thì thứ nhất là em hơi nóng tính một chút. Em là một người không khéo che đậy cảm xúc. Là có cảm xúc sao nó lộ ra ngoài hết trơn luôn hả? Là giận ai, ghét ai là biết liền, đang bực bội ai là biết liền luôn. Đường tình duyên của cô chủ quán sao? Thật ra là đường tình duyên của em thì cũng hơi trắc trở. Em thì cũng ly hôn được 16 năm rồi. Cái gì? 16 năm hả? Dạ. Còn chưa? À quên lộ, em ly hôn 6 năm rồi. À quên lộ, em ly hôn 6 năm rồi. Làm gì mà người đẹp vậy, lấy hôn tới 16 năm dữ vậy? Xem anh có giật mình không? Giật mình chứ bộ. Em ly hôn 6 năm, con trai em năm nay 17 tuổi rồi. Kết hôn mười mấy năm đó? 17 năm. Kết hôn là 17 năm, sống chung 11 năm. Lâu quá không có người yêu, không biết còn yêu được không? Không có, em có người yêu mà. Em có người yêu mà. Có không? Vâng, mà em chia tay rồi. Vâng, mà em chia tay rồi. Vậy là có. Tức là sau khi chia tay là có người yêu rồi. Sau khi em ly hôn em có người yêu. À, có yêu liền chứ tưởng đâu. Rồi rồi, ở bên đây luôn đi. Dạ xin mời ở bên đây luôn đi. Coi, coi nha, nhà trai mình tôi qua bên kia mình ghé nhà trai cái ạ. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao mùa dầm mưa dai nắng. Rồi đó đó. Giao diện bên đây nhìn mặn mòi quá ha. Em đen giống anh Linh đó chị ơi. Em đen giống anh Linh đó chị ơi. Không, anh đen mặn mà, ngon lành. Anh bao nhiêu mối tình rồi? Năm 2016 mình đã lập gia đình. Dạ. Sống chung với nhau được 5 năm. Rồi mình cũng mới ly hôn khoảng chừng hơn 2 năm nay. 2 năm nay, dạ. Anh có con chưa? Mình có một bé gái được năm nay nó được 7 tuổi rồi. Dạ. Ở với ai vậy? Dạ bé hiện tại giờ đang ở với mẹ anh.
mình họ nói về cái nhu cầu mình muốn có một người bạn gái như thế nào đi. Cái mẫu người bạn gái của em thôi cũng đơn giản lắm, chỉ là mình biết cái quan tâm tới gia đình, cũng biết chia sẻ công việc với nhau, nói chung cùng nhau để xây dựng cái gia đình thôi. Bản thân em những điều mà em không thích ở phụ nữ thì em cũng không thích với bản thân em luôn. Thứ nhất là ăn nhậu, dạ. Thứ hai là cờ bạc, thứ ba là ví dụ mà biết đi tin cái chuyện tình cảm này nọ nó kia thì quán đó là quyền ăn nhậu nha. Bên em mở quán là nhậu ngon lắm á. Không biết hả? Nhưng mà ví dụ như bạn có nhậu chút ít thì cũng không sao, thì mình tỉnh mình trở về thôi. Nhưng mà ví dụ như lâu lâu một lần thôi, chứ ví dụ như hàng ngày thì đó mình rõ ràng mình không thích. Thật ra thì điều đó cũng chẳng ai thích. Thế thì còn cô gái của chúng ta có mong muốn gì? Thật ra thì cái tiêu chí của bạn trai của em thì thứ nhất là ưa nhìn, thứ hai đó là cao từ 1m7 trở lên. Chờ xíu, coi lại coi. Dạ. Thôi 1m7 thôi. 1m7 hả? Dạ, nặng 70kg. 1m7 70kg. Có bụng hơi bự thôi chứ tướng cũng vừa lắm. Không được gia trưởng. Không, bên đó thấy có vẻ hiền lắm. Miền Tây ít có gia trưởng lắm em. Bên đó cũng rất mong một người biết chia sẻ. Thì chắc chắn bên đó cũng phải là một tuyết người chịu chia sẻ. Hai người đều chia sẻ, sẽ chia nhau luôn. Rồi, mình đi với ai vậy em gái? À, dạ em đi với cô của em. Chào nhà gái ạ. Chào nhà gái. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ, chào nhà gái. Thì đúng như anh Linh với chị Ngọc Lan nói là đậm chất miền Tây à, rất rặc miền Tây à, hiền, gần gũi, ấm áp à. Kiểu như anh Hải giống như là có thể là làm cho chị Phương có niềm vui được, để tạo được niềm vui cho chị Phương được. Tại vì chị Phương cũng đang cần cái sự gì đó, là người đàn ông ấm áp, vui vẻ đó. Tính chị Phương là kiểu như giống như nữ tướng nha. Trong công việc á, chị rất là quyết đoán, nhưng mà khi về nhà đó chị có một mình à. Nhưng mà với anh Hải thì như người miền Tây thì người ta lúc nào cũng vui vẻ, cởi mở, rất là dễ tạo niềm vui cho chị. Được rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn em. Rồi, anh Hải đi với ai? À, em đi với em. Chào em. Dạ, đây em là em của anh Hải. Em kết nghĩa. Rồi, thấy sao? Thấy nhà gái sao nè? Dạ, thấy thằng gái dễ thương, xinh, hợp với anh Hải. Anh Hải có hay dẫn bồ về nhà không? Dạ không, ảnh lo làm ăn không à. Có ai là kiếm của ảnh hoài không? Dạ không, ảnh thường xuyên là đi uống cà phê với em. Có nợ nần gì dai không? Dạ không. Ảnh có chơi hụi gì không, đánh đề gì không? Cái đó thì con không biết. Thôi, từ đó rồi đó. Này, nó nói thiệt nè, thì cũng hiền rồi cô à. Thôi, bây giờ mình mở rào cho hai đứa gặp mặt đi. Đúng nha. Đúng rồi, mở rào. Ráng lên nha Hải. Dạ. Tấn công luôn. Vô. Đứng lên tới. Chào bạn. Hôm nay anh đã xà lên. Có ít quà, cái này anh xin gửi biếu gia đình. Có một số quà nhỏ nhỏ anh cũng để biếu ra tặng em để làm kỷ niệm ha. Đeo mình có rung thì cũng làm từ từ, từ thôi. Từ bỏ cái khoan, mở ra lại. Để cái bịch xuống đeo đàng hoàng cho nó lịch sự. Đeo lại nào, đeo lại đi Hải. Từ từ thôi. Cái gì mà làm gì cũng quấn buộc lâu lâu nhanh như vậy. Lâu lâu mà gặp phụ nữ là nó cũng vậy đó chị ơi. Rồi, từ từ nào. Để gặp mặt lần đầu tiên thì em cũng có món quà nhỏ gửi tặng anh. Dạ, anh cảm ơn. Ở đây thì em cũng có một phần quà nhỏ để em tặng cho anh Quyền Linh. Hồi xưa nhỏ nó bự quá vậy. Quà nó bự chứ nhỏ đâu mà nhỏ. Đây, cái này em tặng cho chị Ngọc Lan. Cảm ơn anh. Trời ơi. Gì đây Hải? Dạ. Cái gì đây đẹp vậy? Cái này anh phải đội như nè. Anh đi nắng để mưa nhiều đội cho bớt đen anh. Anh Linh ơi. Cái gì vậy? Ủa? Đây là món quà của nhà hàng của em. Em gửi được tặng anh ăn thử. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Thôi cái nón tôi đội đẹp chưa? Đúng dân miền Tây. Bữa nào nắng quá thì đội. Đội cái này. Còn bữa nào mà đi đám cưới, đám giỗ, đám quải á, mình sợ nó hư nón á thì đội cái này. Còn nếu mà mình vô mình làm đẹp mình đội nón này. Coi như cảm ơn Hải nó tặng hai cái nón luôn. Lúc nãy là em nói nhỏ quá là nó không biết là quê em ở đâu à? Em sinh ra thì ở Ninh Bình, em lập nghiệp ở Bình Dương. Hiện tại bây giờ công việc của anh là gì? Anh thì anh mua bán giao lưu để mấy cái đồ mỹ nghệ rồi. Là cái này đó hả? Anh tất cả nhiều lắm. Về cái vấn đề mà ăn uống trong gia đình thì nói chung ra thời buổi bây giờ mà ai rảnh thì người đó làm thôi. Quan điểm của anh về tình yêu là như nào? Anh cũng không hiểu rõ là cái quan điểm của tình cảm nó như thế nào nữa. Nhưng mà cái mà vấn đề anh muốn ở đây là kiếm một người về để cùng nhau chia sẻ xây dựng gia đình thôi.
Khi ngồi đối diện với em thì cái cảm nhận của anh về em như nào? Trước mắt thì anh cảm nhận em một cô gái khá xinh đẹp, nhẹ nhàng. Không, thật sự là em không nhẹ nhàng đâu. Thì đó là anh, chứ tại vì cái vấn đề đó anh đâu biết, từ đây anh mới gặp em có một chút xíu thôi thì anh cứ nghĩ là như vậy. Nhưng mà có lẽ là trong công việc thì em không nhẹ nhàng trong công việc. Dạ. Thì một cái toán mà ít nhiều gì nó phải có những cái sự cứng rắn của nó. Dạ. Còn em cảm nhận là thấy như con người của anh như thế nào? Thật ra thì anh cũng là một người ưa nhìn. À, còn em thì thật sự là em không thích một người đàn ông là đi lông bông lang bang. Em muốn một người đàn ông là có những cái công việc ổn định và có những cái mục tiêu công việc là đâu ra đấy để sau này còn gánh vác gia đình nữa. Thật chất cái đặc trưng công việc của anh đó là phải đi. Công việc của anh nó ổn định là tại vì anh cũng sử dụng, anh làm công việc này nó cũng đã 10 năm rồi. Trước kia thì anh học đại học quản trị kinh doanh. Dạ. Đại học kinh tế. Nhưng mà anh bỏ những cái đó để anh theo công việc này thì chắc chắn nó ngoại trừ là công việc thì nó là cái lý tưởng. Dạ. Mà cái lý tưởng thì nó phải đòi hỏi, nó phải đưa cho anh một cuộc sống ổn định thì anh mới theo được cái công việc này. Ừ. Thời gian anh dành cho gia đình là như nào ạ? Thì thí dụ như anh có gia đình thì anh không đi nữa thôi. Dễ mà. Dễ mà. Hợp lý. Ra nói chút xíu về nghề của Hải. Hải rất là nổi tiếng trong cái nghề đồ xưa đó. Khi em đi sưu tầm, em làm việc, em mua bán này kia, nếu em chỉ cần vào, người ta gọi và trúng mánh đó, trúng một cái đồ cổ nào đó thì thôi, nó cũng mau lên lắm. Tại vì chưa, anh nói chưa có gia đình thôi, chứ có gia đình nghĩ rằng là anh cũng lo cho gia đình dữ lắm á. Thì trong suốt một khoảng thời gian mà anh sống chung với vợ á, là hầu như một cái gì anh cũng phải tự làm, kể cả việc nhà. Thì anh lên đây là mục tiêu muốn tìm một người bạn đời về để cùng chia sẻ với nhau, mình cùng phát triển hơn cái công việc. Hoặc là thí dụ như có con có cái thì mình cùng nhau nuôi dạy con cái nó. Có thể là ở ngoài xã hội em là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng mà đối với về với gia đình ấy thì em cũng chỉ là một con mèo thôi, chứ không phải là con hổ nữa. Thì em cũng rất cần một người đàn ông mà có thể làm cái chỗ dựa cho em, có thể làm cho em được vui, có thể làm cho em hết bị chết khi em ra ngoài công việc, thấu hiểu công việc của em, biết chia sẻ với em. Bây giờ là Hải tiến tới đi, nắm tay bạn gái lên nào. Chúng ta cần giao lưu chút xíu về mặt cảm xúc nha các bạn. Nhìn thẳng vào mắt nhau, thử xem. Rồi, anh cũng cảm ơn em ngày hôm nay đã dành chút thời gian quý báu thì đến đây để là để gặp gỡ. Đến đây thì nó là một cái duyên rồi. Thì còn có nợ hay không thì nó sẽ còn là một quãng đường xa nữa. Thì đó là cái đó là mình hai đứa mình phải tự gây dựng. Vâng, ok. Cảm ơn em. Anh cảm ơn em, cảm ơn gia đình. Rồi, để tay nút bấm nha các bạn. Quyết định hay không là do các bạn, quyền của các bạn đó. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Em có bấm hả? Đến giờ cuối của em bấm. Chị thấy em suy nghĩ quá lâu. Tại vì thật sự là em chưa từng về miền Tây. Em muốn thử một chuyến đúng không? Theo em thì trai miền Tây và đàn ông miền Bắc nó khác nhau chỗ nào? Do em chưa từng yêu trai miền Tây cho nên là em không thể so sánh được cái sự khác biệt đấy. Còn anh cũng chưa từng ai gái yêu gái miền Bắc lần nào nên thử ra anh cũng không biết nó khác chỗ nào. Gái miền nào, trai miền nào cũng đáng yêu và dễ thương nếu như chúng ta yêu nhau. Cũng như hai đứa mình thôi. Đúng đây, bây giờ ai nói dễ thương mà. Không có gì phân biệt cả các bạn. Hãy yêu một lần đi rồi sẽ biết được điều đó. Thì hai bạn nắm tay nhau đi. Cảm xúc nó là từ trái tim của mình nó xuất phát, nó đưa đến bộ não và quyết định đến cái chuyện là đưa tay vào bấm nút bấm đó. Ha? Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan. Dạ. Chào bạn gái bên kia. Chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Minh Nhật. Năm nay em 29 tuổi. Em làm việc và sống tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 6. Nhật làm gì Nhật? Dạ em làm thợ cắt tóc nam, kiêm mua bán, giới thiệu nhà đất cho cha mẹ. Làm bất động sản hả? Dạ. À giỏi. Rồi mời nhà gái. Dạ con chào. Dạ con chào chú Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào bạn nam bên đó và chào quý vị khán giả. Em tên là Thẩm, sinh năm 1995, em 27 tuổi. Ừ. Em đang làm kế toán ở quận Tân Phú. Sống ở đâu cưng? Dạ em ở quận Tân Phú luôn. À, bạn Thẩm 27 tuổi. Dạ. Sinh sống và làm việc tại quận Tân Phú luôn. Thẩm làm kế toán.
Dạ. Nhật làm mua bán bất động sản ha. Ở quá hợp rồi luôn. Là làm tóc nữa, quá hợp luôn, về thu tiền rồi Thắm ơi. Cô Thắm về làng chuẩn bị rồi ha. Bây giờ Nhật nói cho bên Thắm biết là mình có ưu điểm khuyết điểm gì đi. Dạ ưu điểm của em là chiều chuộng em gái, không hút, không hút thuốc. Hay. Không nhậu nhẹt, không cờ bạc. Ừ. Có chí cầu tiến, thích làm ăn, kiếm tiền. Còn ưu điểm còn khuyết điểm của em là không thích bạn bè giỡn quá chớn, chữ thề chữ tục. Nào chữ thề vậy? Bạn nữ chữ thề hay bạn nam chửi? Bạn bè. Dạ bạn bè. Bạn bè đúng không? Dạ. Thẩm ơi. Dạ. Bên bạn bè của Thẩm có ai chữ thề bài bạc không? Dạ không ạ. À vậy tốt rồi. Vậy khỏe rồi hả? Ha. Dạ. Giật ha. Rồi. Rồi giờ mình nghe ưu điểm với khuyết điểm của nhà gái nè. Dạ, ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, sống tình cảm. Còn nhược điểm thì có, tại em làm kế toán nên đó có đôi khi hơi khó tính. Kỹ đúng không? Dạ. Mình phải chính xác cái nào ra cái đó. Dạ. Chệch một con số là mình cũng mệt nữa. Dạ. Nói chung nhà gái cũng đơn giản lắm, nhà trai tính tình ôn hòa lắm, không có cái gì hết. Thẩm thấy nhẹ nhàng quá ha. Đúng bên rồi. Đây Nhật cũng nhẹ nhàng luôn. Nhật có cái tật xấu khuyết điểm gì không Nhật? Dạ, tật xấu của em là hiền. Ủa? Hả? Hiền mà làm gì tật xấu? Do đó mà bạn bè hay ăn hiếp hả? Giỡn quá trớn em không thích. Giỡn vậy đó hả? Dạ. Nó giỡn sao mà quá trớn? Thì chữ thề đó. Nào ác chữ thề đó. Linh cũng hay giỡn, nhầy lắm nha. Dạ. Chết rồi, không có ở chung hậu trường với tôi được. Tôi hay giỡn nhầy lắm, có gì bỏ qua nha. Dạ. Hả? Thẩm ơi. Dạ. Thẩm có giỡn nhây không? Có lầy không? Dạ có hơi hơi. Có hơi hơi đó. Có chữ thề không? Dạ không. Đôi khi quá trớn đừng có chữ thề nha. Dạ không. Đó, con thiết. Không có chữ thề chứ. Ừ không có chữ thề. Rồi. Giỡn nhây là giỡn sao? Nó giỡn sao mà nhây vậy? Giỡn kiểu như là chọc ghẹo hoài, giỡn hoài nhây lắm. Là em không thích. Tả sao giống tôi quá trời. Tôi thấy ai giấy tôi hay chọc hoài luôn vậy đó. Mà thích mình không thích rồi mình làm sao? Mình bỏ đi chỗ khác hay là mình à. Mình chửi lại? Không thích thì em nói em không thích luôn, nói trực tiếp với bạn đó luôn. Rồi em giận luôn, em nghỉ chơi luôn hả? Dạ em quên nhanh lắm, chỉ hôm ngày hôm đó là qua ngày hôm sau là em quên rồi. Linh giỡn gì có thích Linh không? Dạ thích. Tại chú Huyền Linh không có giỡn nhây mà chữ thề. Đôi khi chú cũng có chữ thề. Trời, nói gì khô chú rồi. Linh đó là không có chửi thề, không có nói tục, nhưng mà chỉ có suối người khác nói thôi. Anh à, tôi nói cho biết nha, nhà trai tôi á rất là dễ thương luôn, hiền khô luôn nha, mà vậy giỏi không? Nha, làm tôi tốt thấy, nha. Tôi thấy ưu điểm quá trời luôn á, mà tại sao ế ta? Khuyết điểm mà dám nói là khuyết điểm là tại vì hiền. Chào chị. Dạ chào nhà trai, mình chị Lan thấy là em có cái ưu điểm rất là tốt luôn đó là chiều chuộng bạn gái đúng nè, rồi. Rồi gì nữa, rồi hiền lành nè, biết vậy, làm ăn nè. Vậy mà sao mà mình không có bạn gái? Dạ có bạn gái, có trải qua 2 mối tình rồi. Hai mối rồi. Mình chăm người ta quá mà sao chia tay? Dạ tại vì đó còn nhỏ quá à. Nên chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình. Mối thứ hai là chơi. Lớn chút rồi sao? Mối thứ hai thì lúc đó em 26 tuổi. Ừ. Ham chơi, bạn gái của em thì muốn lập gia đình rồi. Ừ. Nên lập gia đình với người khác. Trời đất ơi. Còn em thì ham chơi nên chưa muốn lập gia đình. Ham chơi quá. Hiện tại giờ lớn rồi mới muốn lập gia đình. À, giờ là lập liền không? Dạ chắc nếu mà có duyên đến với nhau, quen nhau thì khoảng cuối năm. Cuối năm làm luôn ha. Dạ. Lẹ vậy đó hả? Dạ. Có chuẩn bị gì lấy vợ chưa? Dạ có chuẩn bị ít tiền dành dụm để cưới vợ. Khá khá chưa? Dạ khá khá rồi. Mua được nhà chưa? Dạ có nhà riêng rồi. Trời ơi giỏi quá. Quá trời giỏi. Vậy là cái tiệm tóc là ở nhà riêng luôn á ha. Dạ đúng rồi. Tiệm tóc là của nhà riêng luôn hả? Dạ. Trời ơi giỏi chưa? Quá. Nhà trai tôi đủ hết rồi đó. Được chưa? Được, chịu. Chịu ha. Chịu liền luôn á. Rồi. Nếu bạn gái mà muốn làm dâu thì ở với ba mẹ, còn không muốn làm dâu thì ở nhà riêng. Trời ơi. Trời ơi. Quá trời hay luôn, quá đất luôn. Một chút không bấm nút là tôi xuống nhỏ kia bấm đó, nó ngồi nó chờ sẵn rồi đó. Con chào chú. Rồi, chào con gái. Dễ thương ha. Nãy giờ nghe chàng trai kia nói vậy, mình có thấy đạt tiêu chuẩn của mình chưa? Dạ có. Có hả? Nhiêu phần trăm?
Dạ, còn phải tiếp xúc nữa thì mới biết. Tiếp xúc nữa. Dạ. Còn mình muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ, con muốn một người yêu là điềm đạm, chững chạc mà phải hài hước nữa. Anh hài lắm đó, giờ nói cái gì cũng vui chân á. Dạ. Nhìn cái mặt là hài, nhìn hài hước, dễ thương luôn. Muốn cười hoài luôn. Cao hơn con là được. Cao hơn luôn. Cao hơn một bậc, bự hơn. Bự hơn nữa, được không? Dạ, được. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, vậy là được rồi. Vậy được rồi đúng không? Dạ. Mà hồi đó giờ trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em 2 mối rồi. Cũng 2 rồi. Cũng bằng bên kia luôn. Dạ. Sao chia tay 2 mối đó? Mối đầu tiên thì lúc sinh viên thì lúc đó còn nhỏ quá thì rồi. Hơi bốc đồng cho bỏ nên... qua. Dạ, còn mối thứ hai thì cách đây cũng 2 năm rồi. Không... Tại dịch hả? Dạ không, tại vì không hợp tính đó chị. Nói sao mà không hợp tính? Thì kiểu bạn hơi trẻ con, còn em thì không có thích trẻ con vậy. Bạn bên kia cũng hơi trẻ con đó nha. Dạ không, bạn trẻ con nhưng mà kiểu bạn còn con nít hơn em á nên em không thích. À, thích phải lớn hơn mình đúng không? Dạ. Chững chạc hơn mình. Dạ. Rồi, được rồi. Bên kia là thôi công việc kiểu đó thì biểu làm sao mà không chững chạc được. Giờ cuối năm lấy chồng được chưa? Dạ được. Được rồi đúng không? Tại vì nhà em cũng hối quá. Hối quá? Ai hối vậy? Ai hối? Mẹ hối. Mẹ hối. Này mẹ có đi không? Dạ có, mẹ có đi. Rồi hỏi mẹ luôn. Hả? Mẹ hối rồi ha. Dạ chào mẹ. Chào cô Ngọc Lan, chào anh Nguyên Linh. Tôi cũng là mẹ của bạn gái Thẩm. Tôi cũng từ Quy Nhơn vô hồi hôm qua. Vô với bà ngoại với em gái của Thẩm. Dạ, chào ngoại. Rồi đi cũng muốn cho con nó cũng có một cái nơi mà lập gia đình rồi cho nó ổn. Tại vì tôi cũng có 3 đứa con gái thôi, không có con trai. Là 2 đứa con gái đó. Còn một chị nữa là cũng học trong Sài Gòn, ra trường rồi, cũng có chồng rồi mà đi về quê ngồi Hà Nội. Giờ là gả Thẩm xong rồi lo cho bé này đi học nữa là xong đúng rồi, không? Rồi, rồi vậy đó. Thành 3 cô con gái luôn. Dạ, cô gái. Rồi bữa nay là chị thấy nhà trai là rể tương lai chị được, vậy được không? Thì tôi cũng thấy cháu trai này thấy cũng được, cũng hiền lành. Thì thấy cũng hợp, theo tôi thì thấy cũng hợp. Còn cái chuyện mà hẹn hò của 2 đứa trẻ nữa thì cái đó thì tự cho một cơ hội để 2 đứa gặp. Dạ. Cho em nói chuyện với bà ngoại chút đi. Chào ngoại. Dạ chú. Ngoại để video vô trong trong cái. Dạ. Giờ đây nói đúng mẹ tôi Nguyên Nhơn tôi vô. Dạ. Bây giờ để tìm cái nơi đổ đàng hoàng mà cho cháu. Bây giờ nhờ mấy chú với cô thì giúp đỡ giùm. Ngoại nhiêu tuổi rồi? 84. 84 ở ngoài hả? Đi từ Bình Định vô đây để kiếm gọi là cháu rể đó hả? Thấy ngoại, thường không? Ngoại thấy cháu rể này được không? Thấy cũng được, cái mà không biết theo này sao. Cháu nó có ở với cháu mình gặp được hay không? Được á ngoại. Tùy đó nó giờ vợ chồng là phải hợp ý với nhau. Dạ. Ngoại để video sát vô trong ấy giùm con. Nhờ chú với cô thì hợp tác giùm cho 2 đứa nó cho tôi hả? Ngoại có coi bạn muốn hẹn hò không? Có coi chương trình này không? Có chứ. Có coi trên tivi chứ không có thấy vô đây gặp cô Lan. À. Đi gặp chú, không gặp. Dạ. Vợ đây mới gặp đi. Gặp giống tivi không ngoại? Y vậy. Bữa nay mong rằng 2 cháu cũng... Thấy cô Lan có đóng phim không mà mẹ theo vợ cố lên chương trình để biết. Dạ. Cô Lan là đẹp không ngoại? Ông đẹp chứ, đẹp người đẹp nết lắm. Cảm ơn ngoại. Bình Định ngoại còn cháu nào không? Ngoại còn cháu trai không ngoại? Cháu trai ha. Dạ. Cháu trai thì không có, nó nhỏ quá, nó có chàng có vợ. Hàng xóm con trai không? Dạ, rồi con cảm ơn ngoại nhiều nha. Cảm ơn. Em đi với ai Nhật? Dạ em đi gia đình của em, đi với ba mẹ với lại chị cháu em. À, dạ. Có ba mẹ đây luôn rồi. Rồi, mời nhà trai. Xin chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Dạ. Chào bác, và chào chị bên nhà gái, chào cháu. Dạ, con chào chú. Nhật thì
hiền lắm, chăm chỉ làm ăn lắm, thích cầu tiến lắm. Tại tôi là nghề nhà đất mà, thì em cũng đang học hỏi nghề của tôi. Còn riêng ba thì ba thấy cháu gái bên đây á thì cũng dễ thương, hiền, thì lên cái chương trình này cũng là cái duyên. Thì bác mong hai cháu cho nhau cơ hội. Thì bác có như đó lời thôi. Dạ. Xin hết ạ. Bây giờ đại diện nhà trai á, dù sao nhà gái tương lai cũng đi từ Bình Định vô đây. Mình có vài câu nói gì với nhà gái đi nhà trai. Đại khái là nếu mà hai đứa nó tìm hiểu nhau được thì mình sẽ tính thế nào đó, ủng hộ gì đó, nói một vài câu với nhà gái đi. Dạ, chào bác, chào chị. Tôi là bố của Nhật. Thì hai đứa lên chương trình này cũng là cái duyên. Thì tôi cũng tính rồi, nếu mà tụi nó bấm nút cho nhau á, thì ý kiến chị và bác thì như thế nào? Ý tôi thì nếu mà được, tụi nó hợp nhau, thương nhau thì thời buổi bây giờ là hiện đại lắm. Chỉ gần vài tháng là có tình thương rồi. Thì có thể là đây tới cuối năm gia đình tôi sẽ bước đến. Lẹ quá. Nhân, thì vào đây thì cũng quan trọng là cho con, vì con. Tôi thì rất là quý các con, mặc dù là con gái, ba đứa con gái nhưng mà tôi rất quý, tôi cho anh học tới nơi tới chốn hết. Mặc dù ba nó là sĩ quan quân đội, nhưng mà đã mất rồi. Cho nên tôi một mình lo chăm ba đứa con tôi, cho anh học tới nơi tới chốn, bằng cấp đàng hoàng đầy đủ, rồi ra trường, rồi khoảng 1 năm 2 năm là lo tìm chỗ lập gia đình, để cho mà tôi còn trẻ, tôi còn làm được, tôi ủng hộ cho con, giúp đỡ cho con, xây dựng cho con yên, rồi tôi mới vui. Giờ đây gặp anh chị và hai cháu đây thì cũng như là có một cái duyên. Thì cũng xin anh chị với cô Ngọc Lan và chú Quyền Linh mát tay, mát lòng gì đó, tác hợp cho cháu. Tôi thì cái ý của tôi thì muốn xây dựng cho con càng sớm càng tốt. Dạ. Con nó cũng lớn rồi. Con chị thì tôi lo xong hết rồi, có cháu, hai đứa cháu rồi. Rồi nhà cửa đàng hoàng đầy đủ hết rồi. Dạ. Rồi còn là bé đó là bây giờ tôi muốn xây dựng cho nó cho gọn gàng nữa, để mà lo con này nó học tiếp nữa. Nó học lớp 8 à, rồi bé này thì ra đại học rồi, ra trường rồi, có việc làm ổn định hết rồi, làm tại quận Tân Phú đó anh chị. Rồi bây giờ thì em cũng muốn là cho cháu nó có một cái gia đình yên ổn riêng của nó, để mà mình còn làm được á, mình còn phụ trợ giúp đỡ cho con. Vậy thôi. Thì trước nhất thì cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn MC Quyền Linh và Ngọc Lan. Yeah. Thì chị ơi, gia đình tôi thì ít con lắm, có hai đứa thôi, nhưng mà chị của nó thì có nhà riêng rồi. Thì Nhật á, hiện bây giờ là đang sống với vợ chồng tôi, nó có nhà riêng đó, nhưng mà nó ít có ở lắm, tại vì ở một mình nó rất là buồn. Cái nhà đó là để nó mở tiệm hớt tóc, nhà nó cũng rộng à. Ừ. Ít ở lắm, ở chung với vợ chồng tôi không à. Thì tùy theo cháu thôi, nếu mà tụi nó hợp nhau, muốn ở riêng thì ở riêng, ở chung thì ở chung. Nhưng mà vợ chồng tôi thật sự mà nói rất là dễ, dễ lắm. Yeah. Mẹ nó cũng rất là dễ. Dâu là con mà. Yeah. Rất là dễ, chỉ cần dâu biết đi làm là được rồi. Còn vấn đề khác thì khỏi quan tâm tới. Thời buổi giờ rất hiện đại. Dạ, yeah, đúng rồi, thời đại bây giờ là rất hiện đại. Mình sống, em sống vì con thôi. Tại vì ba nó là coi như cũng mất lâu rồi. Em một mình em cứ lo mấy đứa con, chăm con. Mà em quản lý con rất chặt chẽ. Ăn học là quản lý rất chặt chẽ. Rồi. Lúc nào nữa, ở xe, mặc dù ở xe gia đình, nhưng mà em quản lý rất chặt chẽ, rõ ràng. Vậy là tốt rồi. Dạ. Hai ông bà Xu tương lai cũng đã nói chuyện với nhau rồi ha. Chứng kiến là hai đứa nó trò chuyện với nhau rồi. Để hai đứa nó gặp nhau để coi sao rồi mình hỗ trợ. Để hai đứa nó tiến xa hơn ha. Cảm ơn nhà trai nhà gái. Bây giờ thì mở rào. Nào, bắt đầu đi Nhật. Trời, tóc gì ghê. Anh có món hoa tặng em. Em chúc em luôn xinh đẹp như hoa này. Cảm ơn em. Mở mở có gì dịch đứng đó. Dạ em tặng anh quyển sách ạ. Quyển sách nha. Dạ.
đắc nhân tâm. Hy vọng là anh sẽ thích món quà của em. Anh rất thích. Cảm ơn em đã dành thời gian đến đây. Mình đến đây gặp nhau là một cái duyên rất là lớn. Nên anh cũng mong chúng mình cho nhau cơ hội để đến với nhau, tìm hiểu nhau. Rồi, hai bạn về chỗ nào. Về ghế ngồi đi Nhật. Nào, quay mặt lại nói chuyện với lại bạn gái đi. Đó. Em thấy anh sao? Dạ, em thấy anh cũng được. Rất là phù hợp với cái tiêu chí của em. Em thích người to hơn em vậy đó. Anh thấy em rất là xinh. Em cảm ơn anh. Anh giảm cân được, anh hứa với em anh sẽ giảm cân được. Không, em chỉ cần là khỏe mạnh thôi, còn cái chuyện giảm cân hay không thì không cần thiết. Nếu mà em tìm một người khỏe mạnh, biết quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em thì người đó là anh. Còn giàu thì hiện tại anh có điều kiện khá giả. Anh tin là sau này anh sẽ làm được điều đó. Anh thấy em cũng hợp với anh. Anh làm bên nhà đất, em làm bên kế toán là kiếm tiền chắc cũng nhiều lắm ạ. Dạ. Thấy sao em gái? Nói lại đi. Thấy được không? Em cũng hy vọng là hai đứa mình cho nhau một cơ hội để mà tiến tới. Thường là anh rảnh ngày nào? Anh thì rảnh anh sắp xếp được, nếu mà em gọi anh là anh có mặt liền à. Tại vì em thì đi làm giờ hành chính, em chỉ nghỉ vào thứ bảy chủ nhật thôi. Cho nên là thứ bảy chủ nhật thì em mới rảnh. Có những ngày mà báo cáo thì thường là cuối tháng thì em hay tăng ca. Cho nên là cũng hơi, những ngày đó thì có hơi khó chịu một xíu thì anh có chịu được không? Được chứ. Anh sẽ đem đến niềm vui và hạnh phúc cho em. Dạ. Ngon rồi đó. Thôi, quan điểm. Quan điểm tình yêu của em là gì? Em thì quan điểm của em là hợp hay không là do hai người. Chứ không phải là đừng lấy lý do là không hợp nhau để mà đến với nhau hay là từ bỏ nhau, mà mình cố gắng hoàn thiện bản thân để phù hợp với người kia thôi. Nếu mà sau này mà mình có duyên đến nhau được thì có chuyện gì gây nhau thì anh là sẽ là người xin lỗi trước. Trời, anh sẽ là người xuống nước trước. Đến đây anh có hai điều quan trọng. Dạ. Một là em, hai là tình yêu của em. Em á, mỗi khi mà ví dụ như có gây nhau á thì em muốn rõ ràng ngay lúc đó luôn, chứ em không có thích mà im lặng để mà chiến tranh lạnh hay gì hết. Em thích giải quyết rõ ràng luôn. Cho nên là anh cứ yên tâm đi, không có giận được 24 giờ đâu. Cho anh sẽ là người xin lỗi trước mà. Dạ. Nói là giữ lời nha. Dạ. Bây giờ em muốn hứa thôi chứ em hứa là làm được á. Cô gái mai mốt mà không chàng trai không giữ lời gọi điện thoại mét chị Lan nha. Chị Lan mở lại cái đoạn công việc gia đình thì ai sẽ làm như thế nào? Anh cũng biết làm việc nhà nữa, như giặt đồ, quét nhà, lau nhà nữa. Dạ. Vệ sinh lại anh cũng biết làm việc nhà. Cái đó thì anh có thể phụ em được. Nhưng mà anh thích làm ăn kiếm tiền. Dạ. Cái chuyện mà nội trợ gia đình đó thì anh cứ để em, anh chỉ cần phụ em thôi chứ anh không cần làm hết. Cái đó thì để em làm được. Anh cũng chia sẻ việc nhà với em được. Dạ. Rồi giờ kết hôn rồi sao? Bàn tới chuyện kết hôn đi, cuối năm cưới rồi đó. Kết hôn rồi thì để con trai con gái hay như thế nào? Kết hôn thì anh thích trai con gái luôn, hai đứa. Rồi em sao? Dạ em cũng thích. Nhưng mà con nào thì cũng là con à, ra đứa nào thì nuôi đứa đó thôi. Rồi giờ mình tính đám cưới mình mời bao nhiêu người, có tính chưa? Dạ có, mời gia đình, người thân, bạn bè. Cỡ mấy bạn? Dạ chắc em cũng chưa biết nữa. Chắc cỡ 10 bạn. Có mời tôi không? Dạ có luôn. Anh 10 bạn, em 10 bạn là đủ 20 đó. Bà lâu cưới liền không? Nói đi. Em định khi nào sẽ cưới?
Nếu dạ. mà quen á. Nếu như mà mình hợp mà mình có thể tiến đến với nhau thì cuối năm. Anh cũng nghĩ vậy. Bước tới liền, bước tới liền. Tấn công liền. Nhật. Nói gì đi, nắm tay, nói gì đi Nhật. À, cho anh xin phép nắm tay của em. Anh có bài hát muốn tặng em. Anh hát bài Về đâu mái tóc người thương. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu làng tóc xòa bên rèm. Thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ngày gió lùa vai gầy. Lầu vắng trăng về không lối chiếu, gác cao ngăn niềm yêu, thì thôi mơ ước chi nhiều. Em xin hát. Mình hát lại tặng bạn trai em. Hát lại tặng bạn trai. Nắm chặt tay luôn. Đúng. Cho anh xin phép. Em xin hát bài Giúp em chút. Anh ơi ta hãy yêu như chỉ có đêm nay được yêu. Cho em say mắt môi như lại có nhạc hay để chiều. Sâu trong tâm trí em chính là nơi em đã tìm thấy anh. Tan vào trong giấc mơ. Dạ em xin hát ạ. Em hát rất hay. Em cảm ơn em. Thích không? Nãy giờ nắm tay thấy sao? Thấy ấm. Rồi sao nữa? Thấy hơi rung. Mà có thích không? Mê không? Mê chưa? Dạ có. Dạ xin phép bà ngoại. Dắt quá. Chỉ là với bác đi. Tụi con thích nhau thì cho phép tụi con. Dạ con xin phép bác, bà ngoại với em là con thích bạn. Cho phép con được có cơ hội quen bạn. Dạ con cảm ơn. Hộp thì coi như cứ tiến tới vậy thôi. Nhưng đứa nào cũng cái tuổi cũng có thể lập gia đình được hết rồi. Dạ. Thì anh cũng lớn rồi, anh cũng muốn lập gia đình rồi. Dạ. Tha thiết là mình nói sao mà tha thiết để cho bạn gái đồng ý bấm nút này. Những lời anh nói là những điều chân thành nhất tự trong đáy lòng của anh. Là anh sẽ là người quan tâm, lo lắng chăm sóc cho em như là em mong đợi. Dạ, em cũng có thể cảm nhận được cái điều đó. Rồi. Được chưa? Thấy nắm tay sao? Dạ, nắm tay ấm, hơi rung. Rồi giờ tính nắm hoài luôn, không buông ra, không đi bấm nút luôn. À, về ghế ngồi đi nào. À, để tay nút bấm. Nhật và Thẩm. À, với sự chứng kiến của hai họ luôn. Một bên có bà ngoại với mẹ từ Quy Bình Định bay vào. Một bên có ba mẹ, có đầy đủ hai bên luôn. Chúng ta đã nói tất cả những cái gì về suy nghĩ của mình ha, về quan điểm của mình. Và nói cái gì có sự chứng kiến người lớn thì không bao giờ quên được nha. Bây giờ mình quyết định thôi. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng em. Chính thức. Chúc mừng các bạn đã hẹn hò với nhau. Xin phép bà ngoại ngày giờ tương lai, xin phép ba má cho tụi con được hẹn hò với nhau. Tụi con hứa sẽ cùng nhau tìm hiểu và đi hết cái chặng đường gì đó. Dạ con xin phép bà, xin phép bác, xin phép em, xin phép ba má, chị. Con sẽ hết lòng quan tâm đến bạn và sẽ yêu thương bạn đến mong là gia đình hai bên ủng hộ đến con một đường dài. Rồi được đó, không thấy nụ hôn đầu tiên. Cho anh xin phép hôn tay của em. Cho anh xin phép. Đã không lòng thì sợ nè. Bạn ấy cũng rất là thật lòng và ở đây cũng rất là hiền hậu. Hình như là hai gia đình cũng đều rất là hiền lành. Hai gia đình rất là hợp với nhau luôn đó. Người lớn cố gắng hỗ trợ cho hai đứa nhỏ đến với nhau nha. Nhà trai ha, nghĩ rằng
ba của Nhật là người rất là gọi là tâm lý với con đó. Ba sẽ ủng hộ và cố gắng tìm hiểu sớm để về chung nhà ha. Cùng nắm tay đi Nhi suốt cuộc đời này nha. Em á, bản thân em thì gia đình không có ở trong đây với em, cho nên là tất cả mọi cái thì mình có vấn đề gì thì mình cứ chia sẻ với bác trai bác gái. Chị thấy bác gái cũng là người rất là dễ để có thể chia sẻ. Có cái gì cứ mét hết cho chị. Bây giờ nè, Thẩm nói gì với bác trai bác gái đi. Dạ, con xin phép hai bác là cho con được tìm hiểu anh Nhật. Cũng như là mai mốt mà có về tiến tới làm dâu thì cũng mong hai bác yêu thương con nhiều chị hơn. Dạ, chỉ dạy nhiều hơn cho con. Có cái gì mình chỉ dạy ha cô chú ha. Dạ. Thôi là quá tốt luôn. Rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, con cảm ơn chú Quyền Linh. Chương trình có một số phần quà tặng dành cho em.